tìm về một nơi chốn xa xưa, nơi bạn đã trải qua những năm tháng của cuộc đời thật không hề dễ. Thế nhưng nếu có dịp đi ngang qua làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, bạn sẽ có cơ hội được nhìn thấy hình ảnh những năm 1960-1970 của thế kỷ trước được trưng bày trong một không gian rất đặc biệt. Và rồi nơi đó còn là hình ảnh nếp xưa của đời sống gia đình Việt Nam của một thời chiến tranh máu lửa đã đi qua. Có lẽ xuất phát từ niềm đam mê, sở thích sưu tầm mà chủ nhân ở đây đã đi khắp nơi để săn tìm các vật dụng xưa. Từ đèn dầu, nón cối, gạo mên, máy cassette, tivi, đĩa nhạc, đồng hồ, cho đến những kỷ vật thời chiến tranh qua các thời kỳ. Tất cả đều được anh Võ Thành Tuấn kỳ công sắp xếp và trưng bày trong không gian lớn được thiết kế theo kiến trúc xưa. Giữ lại được những cái món đồ đó thì mình sẽ chia sẻ lại cho trước tiên là ở trong nhà của mình, rồi mình chia sẻ cho những người bạn mình biết, rồi cho những cái đứa em hay những đứa con cháu của mình, nó mình khơi gợi lên cái niềm đam mê cái đồ xưa trong người nó, để sau này nó có thể theo mình, nó kết nối với mình, giữ lại những cái món đồ của cha ông hay của đất nước mình. Với anh Tuấn, đồ xưa đồ cổ chẳng phải là thứ gì to tát lắm, cũng chẳng lấp lánh ánh vàng, ánh bạc hay chạm rồng khắc phụng. Nhưng nó lại là thứ giá trị lưu giữ bao hoài niệm trong nếp sống sinh hoạt xưa của ông bà từ thời thập niên 50-60 của thế kỷ 20, gây cho anh một sức hút kỳ lạ. Bắt đầu sưu tầm những món đồ xưa đồ cũ vào năm 2010, và phải mất 7 năm kỳ công đi săn tìm từ vựa phế liệu, những cửa hàng đồ cổ, anh Tuấn mới sở hữu được những hiện vật như hiện nay. Chia sẻ về điều này, anh cho rằng tất cả đều nằm trong một chữ duyên, bởi đôi khi có tiền mà chẳng thể nào mua được. Với anh Tuấn, đồ vật cũng như con người đều có tâm tư, tình cảm và cả một cuộc đời đầy đủ với quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì thế, không chỉ sưu tầm tìm mua nhiều món đồ xưa, anh Tuấn còn tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, xuất xứ, ý nghĩa của từng món đồ xưa để chia sẻ với nhiều người, chứ không có ý định trao đổi hay bán. Bởi với anh, chúng đã trở thành những báu vật vô giá. Mình cứ nghĩ là những cái món đồ nó đến với mình được là nó có duyên với mình. Thì mình nghĩ như vậy á, thì mình sẽ không có buồn khi là mình không mua được đồ, và mình sẽ không có buồn khi là mình có đồ mà mua không được. Có thể thấy đồ xưa đồ cổ chính là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Chính vì thế khi đến với không gian hoài cổ này, nếu là người trung niên cảm thấy rất gần gũi, là dịp để hoài niệm về một thời đã qua. Riêng các bạn trẻ sẽ cảm thấy hứng thú hơn khi được học hỏi và khám phá những điều mới mẻ, những điều mà thế hệ trước từng gắn bó.